thuật lau bột úm này với cách cột dây rốn đơn giản. Mọi người muốn theo dõi nhiều video thực chiến trong chăn nuôi heo thì bấm nút like với chia sẻ giúp chính đại nhé. Quay hướng bên này để cho thấy cách cột rốn đấy. Mình kéo ngược cái rốn lên và sau đó mình vào cái dây. Cột khi mình cắt đợi chảy máu hơn đó mọi người nha.